Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ với quý vị các bạn về một vài cái dạng vòm tán lá và kiểu cành dành cho cái trực. Đây chỉ là một vài dạng thôi và các bạn có thể áp dụng để làm cái cành cho mình. Cái dạng đầu tiên mà chúng ta thường gặp chính là cái dạng phân cành này. Đây các bạn, cái dạng cành này chúng ta thường gặp trong thiên nhiên đối với những cái cây mà đứng một mình các bạn. Ở những các cái vùng đồng bằng hoặc là những các cái chỗ mà ta hay thấy chỗ rộng rãi, các bạn có thể áp dụng cái kiểu cành này để làm cái cây cảnh cho mình ở cái dạng cành tán cây thiên nhiên đấy các bạn. Đây, và chúng ta thấy cái đỉnh của nó thì hầu như là đỉnh tròn, và khi làm cây cảnh thì chúng ta cũng nên làm đỉnh tròn thì nó thể hiện một cái cây già và một cái cây nó phù hợp với cái điều kiện thiên nhiên. Cái này thì chắc chắn là các bạn đã gặp nhiều rồi nên là tôi cũng không cần phải dùng ảnh chụp này. Chúng ta có thể nhìn cái ảnh này, chúng ta tưởng tượng ra một cái cây gạo hoặc là một cái cây xà cừ, một cái cây lá bản trong thực tế đấy các bạn. Chúng ta có thể áp dụng cái dạng phân cành này. Đây, phần đỉnh thì nó chéo lên và đến đây thì nó thấp dần, xuống dưới thì bằng hoặc là nó hơi đi xuống. Mời các bạn xem ví dụ đây. Đây là một cái cây thân trực này. Sau đấy lên thì mình phân cành nó như thế này. Đây là cái dạng phân cành mô phỏng một cái cây thiên nhiên và thường đứng một mình nó như thế này. Các bạn có thể áp dụng vào làm cây cảnh cho mình. Các loại vòm tán và cành tiếp theo, mời các bạn xem. Tức là một cái cây trực bình thường mà nó có cành phóng như thế này. Đấy, thân nó cao lên mà có cành phóng, nó lệch. Thì cái loại này thường là mình hay thấy dạng tam giác lệch đấy các bạn. Đây, nó lệch như thế này. Và dạng cành thì nó phân, thường là phân thấp. Đấy, trên này thì nó cũng hướng lên và sang đây thì nó hướng chéo và cuối cùng là nó hướng ngang, hoặc cành này nó hơi buông xuống một chút, chéo chéo như thế này. Đây, ví dụ thực tế đây. Mời các bạn xem cái cây này. Đây là một ví dụ về một cái cây thân trực đấy các bạn. Và nó có một cái cành phóng ra xa. Và tổng vòm tán thì nó giống một tam giác lệch như thế này. Khi nhìn cao xuống thì đỉnh đây các bạn. Đỉnh đây và cành bên này nó phóng xa ra. Cái này thì nó đang hơi dày. Hôm nào mình sửa lại thì nó sẽ thưa thoáng ra thôi. Bên này thì cành ngắn, bên này cành dài. Cái loại thứ ba các bạn thường gặp đó là một cái cây trực và thường là có cái thân nó đơ, nó dài như thế này. Thì thường chúng ta làm một cành buông xuống để cho cái cây này nó đỡ chống chảy ở vùng này. Và chúng ta thường phân cành kiểu này. Và đối với cái vùng vòm tán ấy, nó ở cái dạng tam giác lệch. Tuy nhiên đối với cái góc đỉnh này chúng ta không nên làm nhọn hoắt, mà chúng ta nên làm tán vòm như thế này. Trong thực tế cái thân này có thể nó không thẳng như thế này, mà nó có thể hơi cong. Tuy nhiên là khoảng cách từ mặt đất lên đến cái chỗ phân cành này nó cao, thì chúng ta nên đưa cành buông xuống để làm cho cái cây này nó được ấm cái phần bên dưới này. Và mời các bạn xem ví dụ thực tế đây. Đây là một ví dụ về cái dạng cây trực có cành buông này các bạn. Đây, vòm tán tổng thể nó là như thế này. Và ta thấy khoảng cách từ thân này lên đây nó khá cao. Cho nên là mình mới tạo một cành buông xuống đây. Cái cành này mình định cắt đi để lấy cành bên kia sang thay thế cho nó đẹp hơn. Và mình thấy nó có hoa rồi nên mình chiết, mình làm một cây mini chơi. Đây. Thì đối với cây trực không phải là cứ lúc nào nó cũng cứ phải thẳng đơ, mà chỉ cần cái dáng trực thôi thì mình có thể làm cái cành buông như thế này. Đấy, thân nó lên thì nó cong keo một chút và nó có cành buông đây. Các bạn có thể áp dụng cái dạng cành này để làm cây cành cho mình. Cái loại cành tiếp theo đó là cái dạng một thân, và khi nó lên thì nó phân thành hai ngọn chính. Hai ngọn chính mà nó lên và sau đấy cái vòm tán nó sẽ tròn như thế này. Cái này thì nó hơi giống cái dạng kiểu một đó các bạn. Đây là một ví dụ về một cái cây mà từ gốc lên này. Sau nó phân ra hai nhánh chính và nó lên hai ngọn đó các bạn. Đây, và đến khi lên trên thì nó tạo ra hai cái ngọn chính này. Sau này thì lên nó sẽ phân nhánh và nó tạo ra hai cái ngọn và tạo ra một cái tán vòm như trên này. Cái loại tiếp theo các bạn thường gặp trong thiên nhiên, chúng ta có thể áp dụng làm cây cảnh, đó là một cái cây từ gốc lên một đoạn, sau đó cái thân chính này nó phát ra nhiều nhánh lớn và nó tạo thành nhiều ngọn, có thể là 3 ngọn, 5 ngọn vân vân. Và cái phần vòm tán này thì cơ bản nó cũng tròn giống như cái dạng một đó các bạn. Đây, mời các bạn xem ví dụ thực tế đây. Đây là một ví dụ về cái dạng cây có một gốc, sau lên nó phân nhiều nhánh này các bạn. Đây, các bạn thấy đây. Từ gốc này, nó lên một đoạn. Sau đó nó phân ra rất nhiều nhánh. Đây. Và cái này thực tế trong thiên nhiên chúng ta cũng thấy rất nhiều. Đây, nó phân nhánh như thế này và chúng ta cũng có thể áp dụng cái dạng này để chúng ta làm cái cành cho mình. Chứ không phải là cứ cây cảnh là có một đỉnh đâu các bạn nha. Cây cảnh có thể áp dụng những cây trong thiên nhiên. Có thể là một đỉnh, hai đỉnh, nhiều đỉnh. Và khi chúng ta làm sao mà cho nó càng giống cái thiên nhiên càng tốt.
một cái dạng vòm tán nữa mà bên bonsai Nhật người ta gọi là kiểu chổi đấy các bạn. Tức là một cái cây nó lên lên cao, sau đó từ trung tâm này thì nó xòe ra giống cái quạt ấy, tức là các cái cành nó phân chéo như thế này. Nhưng mà đối với tôi thì cái kiểu này tôi không thích, và tôi cũng khuyên các bạn là không nên dùng cái kiểu này. Nếu các bạn mà làm cái kiểu này thì chúng ta nên làm theo cái kiểu số 1 ấy. Có thể làm cái kiểu như thế này, tức là chúng ta cho lên một đoạn, sau đó phân cành sau lên trên lại tiếp tục phân cành tiếp, thì nhìn cái cây nó đẹp hơn. Đây các bạn thấy đây, nếu mà chúng ta phân như thế này, từ một cái điểm này nó phân xẻ ra thì nó sẽ không đẹp bằng cái dạng như thế này. Thì khi mình phân cành như thế này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và cái kiểu này thì thường áp dụng cho cái cây lắp bản. Tiếp theo là cái dạng phân cành kiểu này, chắc các bạn đã từng thấy rồi. Ta hay thấy những cái đồi thông hoặc là các cái loại cây bách tán hay là cái cây hoàng nam đó các bạn. Thì cái loại cành nó là cành rủ như thế này, nó rủ vừa phải thôi. Cái loại này thì nó rủ ở cái mức là rủ nghiêng, chứ không đến mức là rủ như cái liễu. Và với cái loại cành này thì chúng ta thường thấy như các loại cây lá kim, thì chúng ta nên áp dụng để làm các cây lá kim, ví dụ như là thông, tùng này. Thì cái thân này nó có thể đứng thẳng đơ như thế này, có thể chúng ta làm cho nó hơi lắc lượn một chút, nhưng mà cũng không nên lạm dụng cái vấn đề lắc lượn nhiều. Và một cái loại kiểu cành nữa cũng dùng cho cây lá kim, ví dụ như thế này. Để một cái cây nó lên, ta hay thấy cây bách tán đấy các bạn, thì cành nó thường là ngang hoặc nó hơi võng một chút, sau nó đầu này nó ngóc lên. Bên này cũng tương tự như vậy. Và đây chỉ là cái mặt phẳng, và khi chúng ta làm bốn phía. Tuy nhiên đối với cái loại này tôi nhìn tôi cũng không thích lắm. Nếu mà dùng cây lá kim á, thì làm kiểu này nhìn trông có vẻ nó thật cây hơn, thì nhìn trông có vẻ nó mềm mại hơn và nó có nét gì đó nó đẹp hơn. Còn bạn nào mà thích cái kiểu này thì chúng ta vẫn có thể làm bình thường. Một cái loại cành nữa mà chúng ta cũng thường hay gặp trong thiên nhiên, đó là cái loại cành nó rủ như thế này. Thì ta thường hay thấy như các cây liễu á. Nếu áp dụng làm bonsai chúng ta nên áp dụng cho những cái loại cây cành nhỏ, ví dụ như là cây liễu này, cây sơn liễu này, rồi những cái cành nào đó mà nó mềm mại chúng ta có thể cho nó rủ như thế này. Nhìn thì trông nó có vẻ nó hơi buồn. Và trên đây chỉ là một số cái dạng cành gợi ý cho các bạn để các bạn áp dụng vào, các bạn làm cái cây cành cho mình. Nếu các bạn áp dụng những cái loại cành vừa rồi và chúng ta uốn nắn một cách khéo léo thì chắc chắn của cây của bạn nó sẽ đẹp. Nó không đến cái mức là đẹp tuyệt vời, tuyệt phẩm, nhưng mà nó cũng không đến cái mức là xấu lắm, và mọi người nhìn vào chúng ta có thể chấp nhận được. Và trong quá trình làm chúng ta có thể áp dụng những cái chi tiết của cái cây thiên nhiên chúng ta đưa vào chúng ta làm để tạo ra rất nhiều các kiểu cành khác nhau, tạo nên độ hấp dẫn cho cái cây của mình. Đến video sau tôi sẽ nói tiếp với các bạn về cái vòm tán và cái phân cành của cái cây giáng siêu các bạn. Đây là cây giáng trực, và đến hôm sau là cây giáng siêu, rồi tiếp đấy là đến cây giáng hoành. Chúc tất cả quý vị các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.